Chị Debbie ơi, sao con đi vô nhà đi, ngoài đây bẩn á. Hả? Đi 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 vô nhà đi. Đi vô nhà chơi, mẹ đang nhổ cỏ bẩn á. Đi đi. Đi đi con. Quý sao con? Đi vô nhà đi, chỗ này mẹ làm bẩn á. Đi 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 vô nhà đi. Biểu của Mon ra đây làm gì? Hả? Hay là Mon ỉ rồi con gọi mẹ phải không? À phải á hả? Rồi rồi đi đây đi, vô mẹ vệ sinh cho Mon nào. Mon đang ở đâu? Đi dắt mẹ đi nào. Đi vô Mon nhá. Để biểu này đi, tí ra mặt ra mặt cho Mon. Mon đâu rồi? Mẹ mẹ để em trong phòng rồi, em đi đâu rồi chứ? Để mẹ coi trong phòng có không? Ô, Mon đâu rồi? À, con đi đem Mon ra nhà tắm phải không? Thế thôi mẹ bảo này, con đi ra con chuẩn bị đồ cho mẹ đi rồi, rồi mẹ đi tắm cho em xong rồi mẹ vô mẹ mặc cho em nhé. Nha, con đi đi, đi ra xong thay lấy cho bộ đồ cho mẹ đi. Sữa tắm rồi, mấy hôm nữa mày phải đi mua sữa tắm nữa rồi. Sữa tắm này tắm nó thơm. À, con lấy đi. Mình nhìn trên mẹ nè. Con đứng đây, đứng của mày. Mà có thích bơi không? Mình sẽ đốt xong mình cho nó ăn cơm nhé. Bơi giỏi quá. Bơi nữa đi, con bơi đi, con thích đâu. Bơi một lúc nữa là mẹ mẹ ổng thôi nha. Con bơi đi.
không bao giờ bác. Đi vô nha. Đi vô cho đây là nha. Nằm lên đây mẹ quấn nè. Giờ hôm nay mẹ mặc cái bộ đồ này là con ị con không cởi đồ ra được đúng không? Rồi đi vô đây. Để mẹ mặc đồ cho em đi ra lạnh nhé. Ôi em lạnh đó con, em lạnh đấy nhé. Ôm em á. Để mẹ sấy cho người cho em lại chứ không là em lạnh này em lại ướt là đồ con đấy. Đấy em ướt đồ mẹ đây này. Bữa nay á mẹ đi tắm cho em á, em bơi giỏi lắm. Đấy con lo cho em đi. Sao quá. Thôi không treo em nè, không treo em nè, ngồi xuống đây. Con ngồi đây con ôm mẹ đi. Em ấy, em ị á, nhờ mẹ, tại mẹ mẹ mặc cái bộ đồ em không cởi đồ ra được á. Xin lỗi mon nhé. Rồi bây giờ mặc đồ cho em nhé.